Chào mừng các bạn đã quay trở lại với GC News, chuyên mục được lên sóng vào tối thứ tư hàng tuần, nơi tổng hợp những tin tức nổi bật nhất diễn ra trong làng game tuần vừa qua. Hãy cùng ngồi xuống tìm cho mình một đồ uống ưa thích và đi cùng GC Channel đến hết bản tin để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì nhé. Tuần vừa qua quả đúng là thời gian mất ăn mất ngủ với những ai hâm mộ FPS khi hai giải đấu lớn IEM Cologne và VCT Master Copenhagen 2022 lần lượt được khởi tranh. Shroud quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp dưới màu áo Sentinels. Sau 11 năm kể từ beta, Dota 2 chính thức có tính năng đấu hàng. God of War Ragnarok ấn định ngày ra mắt trong năm 2022. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Cùng bắt đầu GC News với chúng mình nhé. Let's go! Giải đấu IEM CSGO chính thức khởi tranh với các trận đấu gay cấn. Với tổng giải thưởng lên tới 1 triệu đô, IEM Cologne 2022 đã quy tụ những top team hàng đầu thế giới hiện nay như Na'Vi, FaZe, Astralis. Ngay từ vòng play-in, người xem đã thấy được sự khắc nghiệt của giải đấu khi các đội tuyển như Astralis, Vitality hay MIBR lần lượt bị đưa xuống nhánh thua và thử thách về đẳng cấp của mình. Kết thúc play-in, 8 đội tuyển xuất sắc nhất tiến tới group stage. Movistar Rider cũng nổi lên như một chú ngựa ô của giải sau khi đánh bại ong vàng Vitality. Những tưởng Movistar Riders có thể làm nên điều kỳ tích trước Na'Vi, nhưng không. Simple cùng cây ốp của mình tỏ ra quá khác biệt với phần còn lại của bảng đấu. Anh tỏa sáng giúp Na'Vi hạ gục lần lượt Mouse, Nip, Movistar Riders để tiến thẳng tới vòng bán kết. Trong khi đó, đối thủ một thời của anh là Zywoo cùng team Vitality lại thất vọng về nước sớm với thất bại với tỷ số 1-2 trước chuột thể thao Mouse. Nếu ở bảng A chúng ta có Na'Vi cùng những khoảnh khắc tỏa sáng của Simple, thì tại bảng B, Kerrigan cùng hiệu trưởng Rain dễ dàng dẫn dắt FaZe tiến tới bán kết với chuỗi thắng 2-0 của mình. Thất bại trước team Liquid ở nhánh thua, Cloud9 đã phải rời khỏi giải chỉ sau 3 series cùng nỗi thất vọng lớn mang tên Nafani. Kết thúc vòng bảng, IEM Cologne 2022 đã xác định được 6 đội mạnh nhất, hai cặp đấu playoff lần lượt là Astralis với Mouse và Movistar Riders với team Liquid. Na'Vi cùng FaZe Clan sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn khi họ đã chắc suất thi đấu tại bán kết. Các bạn nghĩ đội tuyển nào sẽ vô địch IEM Cologne 2022? Cùng để lại bình luận ở phía dưới để chúng mình cùng biết nhé. Bất ngờ ngay ngày mở màn VCT Master Copenhagen 2022, một giải đấu FPS cũng nhận được sự quan tâm của các fan hâm mộ trong tháng 7 không kém, đó chính là Valorant VCT Copenhagen 2022 chính thức được khởi tranh. Ở ngay đầu tiên của giải đấu, người hâm mộ đã đón nhận ngay một cú sốc khi nhà vô địch Master Reykjavik 2022 Optic Gaming đã để thua trước Guild Esports và nằm ở vị trí best bảng A với một trận chưa đấu. Trong trận đấu tiếp theo, Optic Gaming sẽ phải đối mặt với đối thủ đầy duyên nợ là Loud để quyết định trực tiếp số phận của mình. Liệu Optic Gaming có tìm lại được đẳng cấp của ông vua NA hay Loud sẽ phục thù thành công món nợ Master Reykjavik? Tại bảng B cũng có diễn biến vô cùng khó nắm bắt khi DRX, nhà vô địch Korea cùng FunPlus Phoenix đang chia nhau hai vị trí đầu bảng. Northception, đội tuyển tới từ đất nước mặt trời mọc, sẽ phải chứng tỏ được thực lực trước Serbia nếu không muốn về nước từ sớm. Các bạn nghĩ sao về cửa đi tiếp của Optic Gaming? Hãy cùng cho chúng mình biết ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, hãy cùng tiếp tục với các tin tức khác liên quan đến tựa game Valorant. Shroud quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp dưới màu áo của Sentinels. I'm back, baby. Cụ thể, vào ngày 9 tháng 7 vừa qua, trên Twitter chính thức của câu lạc bộ, đội tuyển Sentinels đã đăng tải một video để thông báo về sự góp mặt của cựu tuyển thủ CSGO trong thời gian sắp tới. Theo các thông tin được đồn đoán, Shroud sẽ thi đấu dưới màu áo của Sentinels trong vai trò controller ở vòng loại VCT Last Chance thay cho vị trí của Six đang phải vật lộn với các vấn đề liên quan tới gia đình và cá nhân của mình. Shroud từng là game thủ CSGO chuyên nghiệp, thi đấu dưới màu áo của Cloud9 và gây được tiếng vang lớn khi chuyển sang mảng livestream cá nhân trên Twitch. Shroud cho hay anh rất muốn thử sức trong môi trường chuyên nghiệp một lần nữa, đặc biệt là ở một tựa game mới như Valorant để xem anh sẽ đi được xa đến đâu thay vì quay trở lại những bộ môn cũ như trước đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu sự trở lại lần này của Shroud có thể giúp Sentinel lấy lại phong độ và có được kết quả tốt hơn tại North America Last Chance Qualifier sắp tới hay không nhé. Sau 11 năm kể từ beta, Dota 2 chính thức có tính năng đầu hàng. Tuần qua, cộng đồng đông đảo của tựa game Dota 2 đã được fan dậy sóng bởi sau 11 năm kể từ bản beta, lần đầu tiên vào thêm tính năng đầu hàng vào trong các trận đấu của game. Cụ thể, nếu người chơi tham gia trận đấu game party với 4 người đồng đội khác, tức là phải full party, thì sau phút 30 của game, họ có thể gõ chat on GG để đầu hàng thua cuộc. Đây là một trong những động thái của Valve trong việc khuyến khích người chơi party cùng với nhau để trải nghiệm Dota 2 dễ dàng cũng như tiết kiệm thời gian hơn. Chúng tôi nghĩ rằng Dota tốt nhất nên chơi theo nhóm với bạn bè. Để khuyến khích phong cách chơi này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số thay đổi thử nghiệm với bản vá ngày hôm nay để cải thiện chất lượng tổng thể cho các chế độ chơi.
bạn cập nhật viết. Người chơi Dota 2 từ trước đến nay đã quá quen với những game đấu dài dằng dặc với sự góp mặt của phù thủy thời gian Tech Chi hay Sniper với những game đấu từ 1 cho tới 3 tiếng đồng hồ hay những trận đấu không may gặp hội Smurf và bị hành cho giả bã đến độ không thể làm gì khác và phải ngồi trong fountain của nhà mình chờ cho tới khi Throne nổ và kết thúc trận đấu. Sau khi tính năng đầu hàng được thêm vào Dota 2, rất nhiều fanboy của tựa game này đã tranh cãi. Người thì cho rằng Valve đang làm mất đi cái chất riêng của mình khi học tập Liên minh huyền thoại mà thêm tính năng này vào game. Họ cho rằng các game đấu sẽ mất đi phần thú vị khi người chơi thiếu đi động lực để try hard, kiên nhẫn chơi game đến cuối cùng để lật kèo. Một bộ phận không nhỏ khác trong cộng đồng lại cho rằng việc thêm tính năng đầu hàng vào game giúp những người chơi phổ thông dễ tiếp cận game hơn, cũng như có một trải nghiệm chơi Dota 2 dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Vậy bạn thấy sao về tính năng mới này của Dota 2? Việc gõ GG để đầu hàng có khiến tựa game thực sự mất đi cái chất riêng của mình hay không? God of War Ragnarok ấn định ngày ra mắt trong năm 2022. Như vậy là sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ sắp được tận tay trải nghiệm siêu phẩm God of War Ragnarok. Khẩu hiệu Ragnarok đang đến đã đúng với những gì chúng ta đã thấy vào cuối God of War năm 2018, gợi ý rằng cuộc hành trình của Kratos và Atreus sẽ là trận chiến kinh thiên động địa cuối cùng của các vị thần Bắc Âu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với GameSpot, người phụ trách series God of War tại studio Sony Santa Monica, ông Corey Balrog đã giải thích về lý do tại sao game thủ phải chờ đợi. Tôi nghĩ một trong những lý do quan trọng nhất là phần đầu tiên của game đã phải mất đến 5 năm. Phần thứ hai này, thời gian phát triển cũng tương tự. Và sau đó bạn nghĩ, chà, câu chuyện thứ ba và chúng ta đang nói về một bộ game kéo dài gần 15 năm, như vậy là quá dài. Người phụ trách God of War chia sẻ rằng đội ngũ phát triển rất muốn đào sâu thêm về mối quan hệ và câu chuyện của hai cha con Kratos và Atreus. Đây sẽ là một đề tài tuyệt vời để khai thác. Tuy nhiên, mọi thứ không nên quá rông dài, đặc biệt với studio Santa Monica khi họ luôn đề cao sự xúc tích, ngắn gọn và giàu ý nghĩa. Balrog ví cách đội ngũ đang làm việc với God of War Ragnarok giống như những gì mà Peter Jackson đã từng làm với bộ ba Chúa Nhẫn để truyền tải hết câu chuyện của J.R.R. Tolkien. Có lẽ 3 phần phim là hoàn toàn không đủ. Tuy nhiên, Peter Jackson đã khéo léo để biến nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh có phần mở đầu và kết thúc chặt chẽ. Theo như Balrog chia sẻ thì đó là sự hoàn hảo tuyệt đối. Theo dự kiến, God of War Ragnarok sẽ ra mắt chính thức vào ngày 9 tháng 11, độc quyền trên PS4 và PS5. Tin tức về God of War Ragnarok đã kết thúc phần điểm tin chính của GC News số 2 tuần này. Và bây giờ, hãy cùng chúng mình điểm qua về các hình ảnh đáng chú ý khác của làng game trong tuần vừa rồi nhé. Đội tuyển Valorant Việt Nam Big Bam, tiền thân là Steal Your Glory, bất ngờ thông báo tàn rã. Với chiến thắng 2-1 trước Genji, T1 Faker đi vào lịch sử khi trở thành người đầu tiên thắng 500 trận đấu của giải LCK. Blizzard thông báo đưa Hero of the Storm vào chế độ bảo trì, ngừng cập nhật các content mới cho người chơi. Caster Bomben và nữ MC Minh Y chính thức về chung một nhà. Và những hình ảnh về đám cưới của cặp đôi Bomben Minh Y đã kết thúc lại số GC News của ngày hôm nay. Hãy cùng chia sẻ những suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận, cũng như đừng quên theo dõi các tin tức đáng chú ý được chúng mình tổng hợp vào mỗi thứ tư hàng tuần. Nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và share. Còn bây giờ, nếu là lần đầu tiên các bạn tới GC Channel, hãy nhấn nút subscribe và thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.